Dương Tử xác nhận kết đôi cùng Thành Nghị, fan chỉ trích thần tượng ra vẻ ta đây. Sau bao ồn ào vì đoàn phim Trầm Vụn Hương Phai thiếu vắng nữ chính, thì đến nay phía ekip đã chính thức xác nhận Dương Tử sẽ đảm nhận trọng trách này. Ban đầu, vai nữ chính được giao cho Cảnh Điềm, thế nhưng bất ngờ cô nàng lại vội vàng bỏ vai vì vấn đề kịch bản thay đổi quá nhiều so với nguyên tắc gốc. Thế nên, Dương Tử được xem là người giải cứu, được công ty quản lý Hoàng Thụy, cũng là nhà sản xuất phim giao phó, nhờ và gánh trọng trách này. Dù vậy nhưng trước đó, fan Dương Tử vô cùng tức giận và bất mãn khi nghe tin thần tượng kết đôi cùng Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai. Họ gây gắt phản đối nhưng cuối cùng nàng Tiểu Hoa lại xác nhận mình tham gia bộ phim này. Thông tin phòng làm việc của Dương Tử chia sẻ, năm 2020 vừa qua, Dương Tử đã được mời tham gia bộ phim nhưng vì vướng lịch trình nên cô quyết định từ chối. Đến tháng 3 năm 2021, khi sát ngày khởi quay, phía nhà sản xuất vẫn chưa tìm được nữ diễn viên phù hợp nên ngỏ ý mời lại Dương Tử. Sau cùng, Dương Tử đã xác nhận tham gia bộ phim. Qua thông báo trên, nhiều người hâm mộ nghi ngờ Dương Tử bị ép buộc tham gia dự án mới. Được biết trước đó cũng có một số fan cảm thấy không hài lòng về việc nữ diễn viên tham gia Trầm Vụn Hương Phai và còn dọa sẽ quay lưng nếu thông tin trên trở thành sự thật. Cư dân mạng này cũng bày tỏ nghi vấn lý do Dương Tử gật đầu lời mời đóng chính cùng nam diễn viên Thành Nghị. Dù sao giờ đây dự án này không ai muốn dính vào, Cảnh Điềm và Bạch Lộc đã bỏ của chạy lấy người. Vì vậy Hoàng Thụy không còn cách nào khác là phải cho người nhà tham gia. Ngoài ra, nhiều fan tức giận vì khi có thông tin Thành Nghị là nam chủ, bởi có thể Dương Tử sẽ có vai trò không nhiều giống vì Băng Nghiên ở Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Một fan còn bày tỏ bản thân không thích Dương Tử nhưng thật sự tội nghiệp vì cô bị dính líu vào dự án phim siêu drama này. Thế nhưng không chỉ fan Dương Tử gây náo loạn mà ngay cả người hâm mộ Thành Nghị cũng tỏ ra chẳng ưa gì nhà bên. Fan Thành Nghị tố Dương Tử là kẻ cướp vai của người khác khi nữ chính của dự án Trầm Vụn Hương Phai là của nữ diễn viên Diệp Thanh. Vì Dương Tử đến chiếm vai nữ chính khiến Diệp Thanh phải lùi về vai nữ phụ. Vì thế, người hâm mộ Thanh Nghị đã mỉa mai rằng fan Dương Tử đừng cố ra vẻ idol nhà mình là cao thượng, giải cứu dự án phim đang thiếu vắng nữ chính. Bộ phim cổ trang Trầm Vụn Hương Phai được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch. Đây là tiểu thuyết lấy đề tài tiên hiệp, xoay quanh nam chính Ưng Uyên Đế Quân và nữ chính Nhan Đàm. Nhan Đàm là một yêu tinh hoa sen sống cùng chủ nhân là Dư Mặc. Thường phiêu bạt khắp nhân gian để ăn những linh hồn bẩn thỉu xấu xa, nhưng vì là yêu tinh nên nàng đã bị thiên sư Đường Châu chuyên diệt trừ yêu ma truy sát. Từ đây, Nhan Đàm, Dư Mặc và cả Đường Châu bị cuốn vào hành trình truy tìm thần khí thượng cổ nguy hiểm trùng trùng. Cùng với đó là những ký ức đã bị chôn vùi dần dần hé mở, đe dọa phá hủy cuộc sống của Nhan Đàm. Ứng Uyên Thần Quân vì giao tranh trong cuộc chiến tiên ma mà bị tổn thương nghiêm trọng, đôi mắt bị mù, thân thể lay lắc, tàn tạ. Nhan Đàm vô tình gặp hắn, lại nhất kiến trung tình, sẵn sàng hy sinh cả nửa trái tim của mình để giúp hắn trị độc, chữa thương. Tiếc thay, đến khi đôi mắt của Ứng Uyên sáng lại, hắn lại không nhận ra nàng hoặc không muốn nhận ra nàng. Nhan Đàm lần đầu biết yêu, cũng là lần cuối cùng, nàng từ bỏ tiên giới, gieo mình vào dòng luân hồi, để rồi lạc bên bờ vong xuyên đến 800 năm. Ứng Uyên cũng đau khổ, dây dứt mà chấp nhận bước vào luân hồi, tìm Nhan Đàm bảy kiếp. Với cốt truyện ngược nam ngược nữ như trên, có thể thấy việc lựa chọn Dương Tử, nàng cẩm mịch của Hương Mật Từ Khói Sương và Thành Nghị, chàng tư phượng của Lưu Ly Mỹ Nhật Sát là vô cùng chuẩn chính rồi. Thế nhưng sau khi thông tin nam chính nữ chính được công bố, ngoài các fan phim vô cùng hào hứng, mong chờ màn kết hợp của ngược nữ ba kiếp với ngược nam chính kiếp này thì rất nhiều netizen lại tranh cãi về việc Dương Mịch bị ép để giúp Phượng Thành Nghị. Ngay từ khi chưa khai máy, Trầm Vụn Hương Phai đã vướng phải rất nhiều sự tranh cãi và ném đá của netizen bởi cốt truyện từ nữ chủ Nhan Đàm có nguy cơ bị xé nát để boost nam chủ Ứng Uyên hoặc Dư Mặc. Ban đầu, thông tin Thành Nghị và Cảnh Điềm tham gia phim với tạo hình của hai người được tung ra đã phần nào khẳng định style nâng nam diêm nữ đặc trưng của Hoàng Thụy. Thành Nghị tạo hình Ứng Uyên thân quân đẹp trai bao nhiêu thì Cảnh Điềm lại giống cải lương bấy nhiêu.